Chào mọi người, hôm nay tụi dân sẽ lại tiếp tục đi biển. Mà hôm nay là đi ra biển để dự sinh nhật của một người bạn. Là cái người bạn vợ của người đó là làm chung chỗ với dân. Nhưng mà hàng chồng á là bạn của ông xã dân nữa, nên hai đứa là cũng khá là thân. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó để dự sinh nhật nha. Đi chơi với Machida, nó rủ mọi người đi chơi với Machida. Rồi bây giờ thì tụi dân sẽ đi ra ngoài biển. Hẹn ở đâu anh, ở bãi nào Agay hả? Đi ra ngoài biển Agay để giữ cái buổi tiệc sinh nhật, và dân sẽ quay phim lại cho mọi người xem nha. Cái bãi biển có nhiều đá đó, rất là đẹp. Dân không biết dân có làm vlog chưa, nhưng mà Quy có rồi, đúng rồi. Cái vlog mà hồi trước dân đi ăn với lại mấy người bạn á, dân có làm đó rồi. Dân sẽ tiếp tục quay lại cho mọi người xem cái cảnh Agay ở cái bãi biển Agay nha. Rồi bây giờ mọi người tập trung đầy đủ ở đây rồi nè. Bonjour. Rồi, cô bạn gặp nhau à, nick này là bạn của bên họ nhiều á, tại mình không có gặp ai hết, không có quen ai hết, nên thành ra là có ông xã nhân thì lại nói chuyện thôi. Chút nữa đây là cái bãi biển Agay nè mọi người, chút nữa dân sẽ đi ra ngoài đó dân quay cho mọi người xem nha. Ra ngoài đây là mấy cậu ăn uống này kia này nọ, bơi đã rồi, xuống biển tắm đã rồi. Này, bay, ăn chip ăn hết rồi. À, ăn chip hết rồi. Chuẩn bị đi về nha. Yeah. Bây giờ dân đi ra ngoài bãi biển Agay, dân quay cho mọi người xem. Đây là cái bãi biển mà đi xuống là cái hướng đường đi về Can, rồi đi về đi dọc theo cái đường trong đi lên Can Nis này kia đó mọi người. Ở đây thì nó có những cái tảng đá to to vậy nè. Cái này là đá tự nhiên luôn á mọi người. Cái bãi biển này là nó có cái đá này tự nhiên, nó là vậy. Mấy đứa nhỏ nó đi xuống dưới nó bơi. Thì ở mỗi cái bãi biển á, nó hay có một cái vòi nước ngọt này nè, để cho người ta tắm biển xong là người ta xả lại á. Mấy đứa nhỏ nhà dân thì nó xuống dưới đây nó bơi nè. Đó, mọi người thấy đá đẹp không? Cái đá này là tự nhiên của cái bãi biển đó nha mọi người. Đặc trưng của cái vùng biển Agay này là mấy cái đá vậy nè. Mấy đứa con dần nó bơi. Biển ở đây thì nó trong và nó rất là sạch. Nó sạch hơn. Cái này là bãi đá mọi người. Không có cát nhiều như là ở cái bãi biển Phoenix của mình. Mà đá của nó là đá tròn rất là đẹp. Chứ nó không phải là đá mà giống như là bãi biển ở San Diego nữa. Đó, mà tô nó lặn nó không thôi. Nè mọi người thấy không? Cái bãi đá của nó là biển nó đá như vậy. Thành ra là nó sạch lắm, nó không có bị cát nhiều á. Có security rồi, người ta coi chừng kỹ lắm, thành ra mình cũng yên tâm. Thấy gì không con? Có thấy gì không?
có đi tắm biển rồi phơi nắng rồi đó, người ta va căng thì người ta xuống dùng mình, còn mình ngay chỗ này luôn nên thành ra mình cứ đi ra tắm biển thôi. Mà ở đây biết thì thấy nghe, mùa hè nào cũng như nhau mà thành ra chán, biết cũng chán, mình muốn đi lại cái nơi khác đó mọi người. Cũng như là dùng của mình thì lại đi ra cái dùng khác, còn dùng khác thì lại xuống tới dùng mình để tắm biển. Dân ơi, nắng quá dân đi lên mọi người ơi. Tại vì dân ở đây chứ dân cũng lười tắm biển lắm. Hồi đó ở bên Việt Nam thì mình ở vùng núi, mình ở Tây Ninh mình ở vùng núi, mình thích đi biển. Xong giờ qua Pháp ở vùng biển lại không thích tắm biển. Thích ở trong mát thôi mọi người, trời ngược đời vậy đó. Bởi vậy con người ta có cái gì rồi là cái bắt đầu là có nhiều quá cái bắt đầu chán, muốn có cái khác à. Tại giống như mình ở đây riết rồi cái mình thấy này riết là nó bình thường với mình đó mọi người. À, mình lại muốn đi cái một cái nơi khác mà mình, cái nơi nào mà mình chưa có biết tới nhiều. Tụi bạn dân nó picnic ở trong đây, nó cắm trại ở trong đây, tuốt ở trong mấy cái lùm cây này mà cho mát đó. Ở ngoài đây nắng, trên này nó cũng có bãi cát nữa mà tuốt tùy trên này nè. Rồi một ngày chơi biển của nhà dân đã xong rồi. Bây giờ tụi dân sẽ đi về và ăn cơm, tắm rửa, nghỉ ngơi. Xin chào mọi người. Rồi nói đi, con nói đi. Trời ơi, bây giờ là dành. Nó dành nói mà không cho nó nói rồi xong rồi nó khóc không sầm. Rồi xin chào mọi người nha. Bây giờ cả nhà của dân hồi sáng này đi tắm biển rồi, bây giờ mình buổi chiều mình về mình nghỉ ngơi một chút xíu ăn uống, rồi bây giờ mình sẽ đi lại cabin để chơi nha mọi người. Dân sẽ quay cái hệ thống cabin ở Santigip, mà cái cabin này là cabin 4 sao ở Santigip. Mình có một người bà con á ở trên mà xây xuống rồi, mình sẽ đi vô trong đó và dân sẽ quay lại cái cabin cho mọi người xem nha. Thì có quay phim lại cho mọi người xem rồi đó mọi người. Có gì dân sẽ để cái đường link kế bên để cho mọi người click vào cái xem cái show này, cascadeur đập xe rồi biểu diễn xe, xiết xe này kia rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi trên đường đi vô cái cabin của mình nha. Đây là cabin 5 sao. Đó, nó có chỗ đậu, sao đậu vô đây? Đó, mới thấy. Nhỏ quá. Đó, mới thấy đẩy luôn á. Đây mọi người, đây cái cabin nó tên là Sandaya nha mọi người. Rồi bây giờ dân sẽ đi vô. Từ từ, xe, đợi mẹ. Đây, nắm tay nè, mẹ nắm tay Machida nè, nắm tay nè. Rồi, đi. Rồi, đây, bà con, người bà con của Nota ra rước rồi nè mọi người. Ờ, Tông Tông Du kìa. Ils arrivent? Oui. Ah ouais? Bah oui, ça fait longtemps. Ah ouais? Bah, Emman, à quel âge? 4 ans. 4 ans, à 3 ans, c'est ça? 3 ans, ils ont fait. À 3 ans, ils. Bon, c'est bon, c'est bon. Ở đây thì có công viên cho mấy đứa nhỏ đồ chơi này kia, hồ bơi này kia đầy đủ hết mọi người. Ouais, là,
Machida, đi với mẹ. Machida nắm tay mẹ nè. Không chịu hả? Con muốn đi với em mà hả? Sao vậy em mà? Attention. Quand je suis arrivée, quand même, j'ai désinfecté parce que dormir sur les trucs. Ah oui, c'est pas vrai, mais normalement, il est tout à fait. Bây giờ tôi đang sẽ đi bỏ lại cái cabine của Hiếu nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi bộ vô nha. Đi đi kêu đi, con kêu đi ba ơi. Ủa giống năm ngoái không anh? Rồi đây này mọi người, đây là cái cabin của bà con Cantino thuê để ở đây trong một tuần. Tu habites ici une semaine? Oui. Đó mọi người, hay rộng không mọi người? Tới mấy phòng luôn á? 300. Cái này là phòng tắm nè. Xong rồi cái phòng ngủ ở đây cho người lớn. Rồi xong rồi phòng hai phòng ngủ cho con nít. Đó, ok. Đi. Đó. Bây giờ. Toilet ici. Đó. Ví dụ mình đi đâu chơi là mình muốn nguyên một cái căn hộ vậy nè, mà cái căn mobile home vậy á là đầy đủ hết, có bếp cái đồ mình tự nấu luôn, sướng lắm mọi người. Đó. Nhưng mà đi đây nè. Ta không đi, mình đi ra công viên nè. Mình ra cái bắc chơi nè. Đi ra cầu tuột, chơi cầu tuột. Đây mẹ dắt ra cầu tuột nha. Ta cho con ship á. Chút nữa vô con phải mặc xi ta nha. Hiểu không? Đi. Nó không có đồng cái nó cũng chán à. Nó không có đi đồng cái nó cũng chán nó không muốn đi. Ủa giờ đi đâu? Anh đi đâu? À. Đi con. Đi. Đi đây nè, Machida. Ở đây. Machida. Rồi dân dắt Machida ra ngoài công viên. Ở trong đây là cái cabin thì nó có đầy đủ hết đồ chơi cho con nít, rồi hồ bơi này kia đầy đủ hết đó mọi người. Đó mọi người thấy không nè. Machida sướng không? Đã chưa? Rồi tuột đi. Mẹ ngồi đây nè. Ở đây nó có cái công viên bự vậy nè mọi người. Rồi bên kia là đánh golf. Bên kia có đánh golf nữa. Rồi xong có hồ bơi tuốt ở dưới kia nữa. Đó. Mọi người thấy vui không? Machida. Đó. Machida sợ không? Đã không? Vui không con? Nè cái này nè quay nè. Rồi đứng dậy đi. Trèo lên đi. Wow. Còn nhỏ áo xanh là ai vậy? Cái này là ai? Ai? Đúng rồi. Còn ai đang ẵm con? Ai ẵm con vậy? Nè. Ai đang ẵm con? Ta. Nói chị đã sao rồi? Nếu mà chị đã heo nằm này dán rồi không? Dán que luôn.
Nó quá giờ được chứ. Giống que, giống quýt à. Đi hai chiếc, hồi nãy hôm bữa nó rồi. Đi vậy mới chở đồ được hết chứ sao chở hết. Thì cái đêm sẽ đạp thôi. Bây giờ mình sẽ tới cái căn một hôm của mình rồi làm bọc bọc kêu. Chị Dương sẽ làm bọc bọc kêu nướng như này. Nướng là cắm gà với lại chút mạch lê một chút nha mọi người. Tụi nhỏ nó chơi ở trong đó rồi. Thơm giảm ngang luôn mọi người ơi. Cắm gà nướng muối ớt nè. Bây giờ nãy ăn cánh gà xong mình giờ nướng sốt tiết mạch lên mọi người. Giờ mấy đứa nhỏ thì nó đang ăn đây. Xong rồi một hồi người lớn ăn, tụi nhỏ nó ăn xong rồi người lớn ăn. Mà tôi phải ăn hết nougat cho mẹ nha. Ça se voit la jeunesse de maintenant. Attends, tonton You va mettre. Wesh, allez, c'est pas wesh. Je parle avec une Anissa, mais moi je m'appelle Wesh. Tu prends tes garçons sales et tu pars de ma vue. Je déstrique ça de là. Papa hả? Papa. Anh Hiếu à, anh Hiếu. Du quoi? Ah, je vais la couper. Je vais la gì bài gì mà đánh cái mặt vậy nè, đánh cái mặt làm sao? Ê, va jouer toi. Cửa tay chưa, là ăn đi. Rồi, cả nhà gặp nhau ăn uống luôn. Xong rồi bây giờ đi về mọi người ơi. Papa. Machida. J'ai acheté le gros pour moi là. Le mec il va jusqu'à 50. Bah attends, écoute. Regarde, j'ai acheté lui là. On dirait celui de gros. Ouais. Machida, nắm tay mấy anh nè. Mà chít rồi, dẹp cái máy đi. Mà chít mà bằng nói có nghe không? Coi chừng xe nha, xét vô lề nha. Ăn uống xong rồi cả nhà dân định chuẩn đi về mọi người. Đây nó cho thuê mấy cái xe điện để chạy á mọi người. 30 phút là 15 đồng. 3 tiếng là 40 đồng. À quay quay mẹ đi nè. Cho thuê xe đạp rồi Tontinet Electric này kia đó mọi người. Nhiều lắm.